Cô ấy Yên xin kính chúc các bác ngày mới tốt lành. Hôm nay cô làm cái clip để chia sẻ cho anh em cách để mà thuần hóa một chú trồng màu bổi mới bẫy về nhanh thuần. Thì đơn giản là anh em lấy cái bìa cắt tông, các anh em quây kín ba mặt trên nóc và một nửa lồng từ đằng trước. Đấy. Là tại sao em bảo anh em mà quây kín khi mà chú cho màu bổi mới bẫy về gặp người sẽ tung lồng và tìm đường rút thì nó sẽ hay bám vanh nan. Thì ở đây em cũng quây ba mặt và nóc và một nửa mặt đằng trước. Khi chú trồng màu mà thấy người đến tung lồng khi nhảy lên thì trơn sẽ xuống, là giúp cho chú trồng màu là ít vận động. Khi trồng màu mà ít vận động, thấy người đến mà nhảy không bám được thì chúng sẽ, tất nhiên một thời gian chúng ta chăm sóc và chúng ta lại gần cho ăn thì chú trồng màu sẽ quen và sẽ dần dần sẽ dặn chúng ta hơn. Nếu các bác thấy đấy là tôi đang đặt máy quay ở cách bên lồng khoảng 20 cm thôi. Đấy. Chú trồng màu nó vẫn vận động nhưng mà khi nó muốn chạy thoát ấy thì nó bám lên là trơn nó sẽ hạ xuống. Sau khoảng thời gian thì chúng sẽ dạn người hơn. Tôi sẽ quay tổng quát cho anh em xem một chiếc lồng. Cách này áp dụng với chim mới bẫy về thì rất hay. Thì chúc anh em làm thành công để thuần hóa chú trong màu bổi đơn giản nhất. Mà cách này thì nó rất hay các bạn. Cách này khi chú trong màu mà chạy trốn thì khi nó phi vào thì nó sẽ không bị hỏng mặt. Thì hai chú trồng màu này là ngày xưa là tôi không quây như này. Đấy thì nó tìm đường rút thì hỏng hết mặt mới đầu. Cái thần hóa thì ngày nay mới là ngày thứ hai đã thấy các chú đứng lòng. Bởi vì khi nó nhảy lên thì nó không bám được vanh, nó trơn là sẽ tuột xuống dưới. Và đây, tôi để ngay chỗ cửa đi qua lại đây. Thì cứ đặt vầy thì mỗi lần chúng ta đến cho ăn, chúng ta cho con cẩu cào hay con dế mèn cho ăn cho uống miếng chuối, chúng sẽ biết được là đây là người cho ăn, chúng sẽ nhanh thuần hơn. Cuối video thì xin chúc các bác thành công nhé. Bác thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để cho nhiều anh em biết đến. Xin chào và hẹn gặp các bác ở clip tiếp theo.